Dân Việt lùng mua iPhone 5S giảm giá. Báo mạng VTC News cho hay là các loại iPhone 5S hàng sách tay đã sụt giá ít nhất là 4 triệu đồng, tương đương 200 Mỹ Kim một chiếc so với ngày đầu được chào bán trên thị trường Việt Nam cách đây khoảng một năm. VTC News nói rằng giá điện thoại di động iPhone 5S ở Việt Nam hiện nay đã xuống dưới 14 triệu đồng, tương đương với giá ở Hoa Kỳ là khoảng 649 Mỹ Kim một chiếc. Còn tại thị trường Sài Gòn thì giá iPhone 5S xuống thấp hơn và không còn có hiện tượng chênh lệch giá quá cao giữa các phiên bản vàng, đen và trắng như trước đây. Theo người đại diện công ty tư nhân Hoàng Hà Mobile ở Hà Nội, người dân Việt Nam đang chờ đợi sản phẩm iPhone 6 được tung ra thị trường trong những ngày tới. Cũng theo báo mạng VTC News, mặc dù giảm giá, nhưng sức tiêu thụ iPhone 5S vẫn không giảm. Dư luận ở Việt Nam cho rằng iPhone 5S vẫn là loại smartphone tốt hơn nhiều loại smartphone khác. Hơn nữa thì vẫn theo dư luận, nhiều người thuộc giới thu nhập thấp đang chờ iPhone 5S xuống giá thêm để tìm mua. Giới này không trông mong sẽ mua nổi một chiếc iPhone 6 vì tin rằng giá một chiếc iPhone 6 trong thời gian ngày đầu mới được tung ra thị trường cũng sẽ lên đến khoảng 2-30 triệu đồng, tương đương với khoảng 1.000 đến 1.500 Mỹ Kim. Theo giám đốc của một công ty đại lý của hãng Apple tại Việt Nam, iPhone 5 vẫn là loại hàng được ưa chuộng nhất tại Việt Nam thời gian qua. Dù vậy thì dư luận Việt Nam vẫn đang trông chờ sự xuất hiện của iPhone 6 vào ngày 10 tháng 9 tới đây, được quảng bá là thiết kế mỏng, màn hình và kích thước lớn hơn nhiều so với iPhone 5S.